Thời gian gần đây, các vụ đuối nước gây tử vong cho nhiều trẻ em vẫn còn thường xuyên xảy ra và ở mức cao ở một số địa phương. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã kiến công điện 398 yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường công tác phòng chống đuối nước trẻ em. Trong đó, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm đôn đốc hướng dẫn các bộ ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về trẻ em về công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện. Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm triển khai, hướng dẫn việc phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước đến từng trường học, lớp học, từng học sinh, đặc biệt trước mỗi kỳ nghỉ hè, để mạnh phong trào dạy bơi an toàn cho học sinh trong trường học, tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức để các em biết và tuân thủ các quy định về phòng chống đuối nước, nhất là tại các địa điểm tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, bảo đảm an toàn cho bản thân đẩy mạnh hơn nữa công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình để quản lý giám sát học sinh trong thời gian nghỉ học nghỉ hè để bảo đảm an toàn phòng chống đuối nước